Chào anh em quay lại video của mình nha. Hôm nay mình vô cái vườn tắc này trồng chung với lại bưởi với lại dừa. Thì hồi trước á trồng cái tắc với lại bưởi á, thì lúc mà cái bưởi nó chưa phát triển á, anh em thấy cái bưởi này giờ nó bự nè, nó che cái tắc rồi. Thì hôm nay mình quay cho anh em xem cái vấn đề là mình trồng cái tắc xen mấy cái cây khác, thì khi một đến một giai đoạn nào đó thì cái tắc nó sẽ không có còn cái khả năng mà nó cho trái lớn nữa nè. Cái này nguyên nhân chính của nó là do nó bị gập á nè. Thì hôm nay video của mình muốn nói với anh em á, chia sẻ cho anh em biết á, là khi mình trồng xen cái cây tắc á với cái cây khác á, đến một giai đoạn nào đó cái cây nó phủ rồi á, thì cái tắc nó không còn trái nữa, trái nó sẽ nhỏ lại và nó hết năng suất nha anh em. Đó anh em thấy nè, tắc này to lắm, tắc này là nó bằng gấp đôi cái tắc của mình á. Anh em thấy bây giờ nè, cái khả năng mà ra trái tạo tạo cái trái mới á, với lại cái bông nó bây giờ nó không có còn nữa, nó sẽ ít trái lại nha, ít trái lại và cái bông nó cũng ít luôn. Trái bị lớn như nẻ bóng này. Hồi trước á, trước khi mấy cây bưởi này nó to, khi mà cái tắc nó một mình đó thì cái trái của nó dữ lắm anh em. Anh em có thể thấy mấy cái này nè, mấy cái cuống của nó cũ nè, ta cắt nhiều lắm, nhưng mà bây giờ cái khả năng đậu trái nó không có còn nữa, nó ra bông nó không có đậu nhiều, với lại nó có đậu chăng nữa thì trái nó cũng vậy nè, trái nít 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 không, hết năng suất rồi nè. Lâu lâu cũng còn được mấy trái to nè, em thấy to hơn cái mình nè. Nhưng mà cái số này nó rất là ít, nó chiếm một cái tỷ lệ, ví dụ trong cái tắc mình á, khi nó ở ngoài trảng á, thì nó là 100%. Thì hiện giờ bây giờ nó nằm như thế này nè, nằm trong gập vậy nè, thì nó còn trái của nó khoảng cỡ 10% thôi nè, 10% đến 20% là tối đa. Và càng ngày cái cây nó càng mất năng suất, và nó khi đó đến lúc rồi đó nó hết trái luôn nha anh em. Thì anh em lưu ý khi mình trồng sen á, với những cái cây nào đó thì anh em cũng phải chừa cho nó cái tán để nó phát triển. Còn nếu một cái giai đoạn mà nó hết phát triển nổi thì anh em cắt bỏ đi, thì lúc đó mình hết có thu hoạch rồi anh em. Ví dụ như bây giờ anh em không có thu hoạch mà mấy cây này anh em bầu anh em bán đâu được đâu, không nó đâu có năng suất, nó đâu bầu. Bây giờ cái nhánh nó vậy nè, nó già lắm, nó không ra độc mới, nó không có ra được cái nhánh mới, thì làm cho cái tắc mình nó già đi, nó cỏi đi. Thì bây giờ một là anh em để về anh em ăn được nhiều ăn, hai là anh em cắt bỏ ha. Nó như cái cây này nè, cái tắc phía ngoài nè, hồi trước là nó như cái cây phía đó vậy anh em thấy không, cái tàn vậy đó, cái cây này hồi đó nó y chang vậy đó, nhưng mà bây giờ nó vậy nè, nó không còn khả năng mà để phát triển nữa, những cái cây này mình bỏ luôn chứ đâu để nữa. Bây giờ bỏ những để những cái cây này mình chừa lại cũng đâu có ăn được đâu, nó chiếm diện tích đất rồi thôi chứ có làm gì được. Còn như cái cây này anh em thấy cái độ phủ của nó nè, nó bị che có phân nửa tàn thôi, nhưng mà bên đây sáng là nó có dừa nó che rồi nè, anh em thấy chưa, chiều thì bên kia cây bưởi nó che, thì nó chỉ được ăn có buổi buổi trưa nó khoảng cỡ 4 tiếng đồng hồ là nó có nắng thôi, thì coi như nó mất hoàn toàn cái khả năng mà nó cho trái, rồi cái trái nó nhỏ lại ha. Trái nó nhiều khi nó đậu nhiều nhưng mà nó không có to nè, anh em thấy nó đậu nè, cũng nhiều chứ phải ít đâu. Đó, nhìn em thấy bây giờ cái cây tắc này á thì nó nằm ở dưới cái dừa nè. Hồi hồi đó mình cái dừa này của mình nha, hồi đó mình trồng á thì trồng kế với cây dừa cách nó có 1 mét à, bây giờ cái gốc dừa bên đó là nó bên đây, cuối cùng giờ anh em thấy đâu có trái đâu mấy cây cây này. Bây giờ mình chừa lại là lý do là lâu lâu mình bầu nhánh á, mình chiết nó ra mình bán nhánh thôi, chứ bây giờ trái nó hết trái rồi đó. Bây giờ mình chiết ra nè, đang có rễ nè, anh em thấy có rễ trắng trắng nè, là rễ đó. Thì bây giờ mình chiết rồi mình bán cây thôi chứ trái nó hết rồi, thấy nó đâu có to nữa đâu nè, anh em thấy nó cũng có ra đó, nhưng mà cái số này nó không có đáng kể,
số này nó không có năng suất anh em. Vậy thì anh em cắt biết khi nào mới được một ký, anh em thấy chưa? Thì mình trồng sen, sen canh thì mình phải chịu thôi, khi mình trồng thì mình phải lấy ngắn nuôi dài. Thì đến thời điểm nào đó cây dừa mình bây giờ nó đang có trái thì nó cho trái thì mình nuôi cây dừa thì mình bỏ cái cây này thôi đó, mình chuyển qua lâu lâu mình bầu nhánh mình bán mình lấy tiền thì nó chỉ có được như vậy thôi chứ hết năng suất rồi nè. Đó như bây giờ cây này nè, mình trồng cái cây dừa đó, mình trồng có cách cây dừa có 1 mét à, thì bây giờ nó không có trái nữa, nó nhánh nó vượt kìa nè, em thấy nhánh nó lên nó vượt không đó, nó vượt vượt không đó. Giờ mình chiết ra mình bán đó, bầu ra chứ mấy cái này giờ nó đâu có trái nữa đâu nè. Đó thì nãy giờ mình cũng quay cho anh em xem cái cây tắc á, trồng sen canh thì anh em cũng thấy rồi đó. Mình nói đặc tính cái giống tắc á cho anh em luôn á, là nó là phải ưa mà ngoài trán, nó là phải cái thời tiết của nó là phải đủ ánh sáng đó, nó phải có nắng thì nó mới phát triển và nó cho trái. Cái trái của nó đủ cái tiêu chuẩn, nó to đó, trái nó sai, có bị sâu bệnh. Còn anh em trồng phía trong rập á, thì không có năng suất nha anh em. Cái này á, thì đối với những cái người mà người ta trồng trồng tắc á, quanh năm á, thì người ta biết. Còn nhiều khi anh em á, chưa trồng bao giờ muốn trồng á, thì mình nên cân nhắc mình ăn thời gian là bao lâu. Tại vì khi mình trồng cái cây tắc á, tới lúc mình thu hoạch á, thì nó khoảng 1 năm, thì mình phải ước lượng được cái thời gian mình ăn cái cây tắc là bao lâu nếu mình trồng sen canh, để mình ước lượng được cái thời gian mình ăn cái tắc đó là được bao lâu á anh em, cho có năng suất nó có trái để anh em mà có thu hoạch có thu nhập ha. Còn nếu anh em trồng tắc mà đặc sản tắc không á, thì cái đó thì dễ rồi, anh em cứ trồng tắc không thì anh em trồng cái một loại duy nhất thì anh em ăn dài dài tới thôi, 5 7 năm trời là bình thường đó. Phân đầy đủ, nước tưới đầy đủ thì anh em cứ mà ăn dài hạn thôi. Còn trồng sen canh như mình thì khoảng cỡ 4 năm, 5 năm đổ lại anh em ơi, không nữa, 4 năm đổ lại à. Đó, thì theo anh em trồng, ví dụ anh em trồng xa quá, cách cái gốc, như trồng trồng chung với dừa thì cách cái gốc dừa nó khoảng cỡ 2 mét, 1,5 m, 2 mét thì anh em ăn lâu một chút. Còn anh em trồng sát sát bên thì đến một lúc đó cái dừa nó ra nè, cái rễ nó ăn vô thì cái cây tắc mình nó cũng không còn cái phát triển nữa nè. Đó thì thông qua cái video này không nhắn nhủ anh em cái vấn đề mà trồng tắc sen canh ha. Đó, và cho anh em thấy cái hệ lụy mà mình trồng sen canh tắc với lại những cái cây khác mà đến một thời điểm nào đó là mình ngưng, mình không ăn được nữa. Rồi cảm ơn em đã quan tâm theo dõi video ha. À, chúc anh em mà thành công trên cái vườn của mình ha. Hẹn anh em cái video tiếp theo của mình nha. Chào anh em, hẹn gặp lại.